Hello, kính chào ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với video cập nhật tin tức của Social TV nhé. Trong buổi sáng hôm nay thì có khá nhiều tin tức nha mọi người. Như trong video trước mình chia sẻ là hôm qua Tuyết Nhung đi quay hình nha mọi người. Thì mới đây Tuyết Nhung cũng có cập nhật tiếp về tình hình hôm qua đi quay hình của mình. Em ấy chia sẻ là trong lúc hơn 1 giờ khuya thì giờ này còn làm việc, tức là Tuyết Nhung cùng với các anh chị ca nghệ sĩ khác vẫn đang miệt mài làm việc, cũng không có tính giờ tính giấc luôn, hơn 1 giờ khuya rồi nhưng mà vẫn còn làm. Và sau đó thì Tuyết Nhung lại chia sẻ tiếp một bức ảnh mà Tuyết Nhung đã chụp cùng với một chị ca sĩ, đó chính là Thi Nhung. Trong bức ảnh này thì Tuyết Nhung với lại chị Thi Nhung rất là tươi. Chia sẻ là bây giờ 3 giờ ăn sáng, 2 ngủ đây cả nhà. Vậy là kết thúc làm việc sau một cái buổi ghi hình thì tới tận 3 giờ sáng thì Tiết Nhung cũng rất còn nhiều năng lượng nha mọi người. Thấy trên gương mặt cười cũng rất là tươi, nhưng mà chia sẻ là không biết là nên đi ăn sáng luôn hay là đi ngủ. Thì mọi người biết rồi, khi quay chương trình thì phải ráng làm cho xong, xong rồi mới được nghỉ, chứ không phải là quay mà bỏ dở dang nửa chừng. Tại vì mọi người đã make up, đã lên đồ, đã chuẩn bị hết thì phải quay cho xong. Thì trước đó Tuyết Nhung cũng chia sẻ là trong những ngày này thì đi quay cái chương trình Xuân, chuẩn bị cho Xuân năm mới đó mọi người. Đó là những thông tin mới của Tuyết Nhung nha mọi người. Còn riêng hôm nay thì có thông tin mới về nam danh ca Mạnh Quỳnh nữa. Mới đây thì Mạnh Quỳnh đang bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mạnh Quỳnh xin hẹn gặp khán thính giả thân thương trong 2 đêm nhạc ý nghĩa và ấm áp cuối tuần này nhé. Mến chúc muôn nhà an vui, hạnh phúc và thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Quỳnh bay đây, mến Mạnh Quỳnh. Thì ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ một bức ảnh check in ở tại sân bay, và một bức ảnh đang ngồi trên máy bay. Thì cũng khá lâu ca sĩ Mạnh Quỳnh ít chia sẻ những cái hình ảnh riêng tư của anh trên trang cá nhân. Và lần về Việt Nam hát 2 show này thì Mạnh Quỳnh chia sẻ lịch trình như thế này. Và mọi người á, nhất là fan hâm mộ, thấy ca sĩ Mạnh Quỳnh đang trên đường bay về Việt Nam nên có nhiều lời chúc, là chúc anh bay bình an và chúc anh 2 show diễn thành công tốt đẹp. Và khi thấy ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ anh check in sân bay, bước xuống từ chiếc xe sang trọng cũng như là đi chuyến bay ngồi vé VIP như thế này, nhiều fan cũng để lại bình luận khá là nhiều. Và bức ảnh chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh thấy anh cũng rất là cười thật tươi, tức là có rất là nhiều năng lượng. Chắc chắn 2 show ở thành công đã được fan hâm mộ của anh mua vé hết và tiếp tục là những chuyến đồng hành làm thiện nguyện nữa. Ở dưới phần bình luận thì chú Nhật Bình cũng để lại bình luận là safe fly nha bạn mình, Delta chở ra tận cửa máy bay luôn, sướng quá nha. Tức là chiếc xe hơi này không phải là xe hơi của ca sĩ Mạnh Quỳnh nha mọi người, thì đây là chiếc xe hơi của hãng luôn. Tại vì như ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ, anh đi máy bay nhiều đến nỗi là trở thành khách hàng đặc biệt của hãng máy bay đó luôn mà. Và có thể là một vị khách này cũng là vị khách thượng hạng nên sẽ có những cái phục vụ của hãng dành cho khách đặc biệt đó mọi người. Nên chú Nhật Bình cũng chia sẻ là Delta chở ra tận cửa máy bay luôn, sướng quá nha. Chứ không phải xe hơi của các ca sĩ Mạnh Quỳnh như mọi người. Vậy là thông tin của ca sĩ Mạnh Quỳnh là đang trở về Việt Nam để hát 2 show. Nếu có những thông tin gì mới của ca sĩ Mạnh Quỳnh thì mình sẽ cập nhật ở trong video tiếp theo nhé cả nhà. Riêng quản lý Diễm Phạm thì hôm nay cũng chia sẻ một số bức ảnh cũng như đoạn clip ngắn quay về hành trình ra bắt làm từ thiện của sư cô Thích Nữ Minh Viên ở chùa Pháp Lạc cùng với anh chị em trong đoàn. Ngày đầu sư phụ Minh Viên cùng đoàn đến nơi chia sẻ yêu thương. Rất nhiều những hình ảnh chia sẻ lại trong lúc phát quà cho bà con ở những vùng mà bị bão lũ khó khăn thì mọi người cũng đã chụp hình lại. Và sư cô cũng có chia sẻ lần này ra để trao tận tay những món quà tới những đồng bào thân thương đang bị khó khăn lũ lụt,
Tuy là món quà ít nhưng mà tấm lòng của mọi người đến với bà con nơi đây luôn rất là chứa đựng những sự yêu thương. Thì bức ảnh các anh em trong đoàn đã cùng nhau phát tận tay bà con ở tại nơi đây, như là những chiếc mền, những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống. Nhiều bức ảnh lắm mọi người, và thấy có quay một cái đoạn clip trên đường đi nữa, rất là khó khăn vất vả. Nhiều fan để lại bình luận là để đến được với người dân bản thì sư phụ và đoàn phải băng rừng vượt suối, trải qua một cung đường cực kỳ khó và nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh mà sư cô cùng với các anh em trong đoàn làm những việc hết sức ý nghĩa này thì cảm thấy thương và xúc động vô cùng. Cho đi là còn mãi, luôn ngưỡng mộ đại gia đình của chị hai Phi Nhung. Chúc cho sư phụ và đại gia đình của chị hai luôn mạnh khỏe nhé. Trở lại thông tin mới nhất của ca sĩ trẻ Quỳnh Trang, thì hôm qua Quỳnh Trang có chia sẻ là Quỳnh Trang đi thu hình ở tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Và lần này Quỳnh Trang quá thân vào một cô gái ở miền Bắc. Quỳnh Trang chia sẻ cô em miền Bắc nho nhỏ. Quỳnh Trang cực kỳ dễ thương trong những bức ảnh chia sẻ cho fan hâm mộ được biết. Mặc áo dài tứ thân, rồi nói chung là mặc yếm. Những cái trang phục hết sức là thanh thoát của phụ nữ miền Bắc. Và lần này chương trình của Quỳnh Trang quay cũng khá là công phu nha mọi người. Trở lại thông tin của Sắc Long, thì mới đây anh Bảo Bảo chia sẻ là 25 tháng 10 sắp tới đây là sẽ có một buổi offline các fan của FC Sắc Long ở tại tư gia của anh Bảo Bảo. Nên công việc chuẩn bị cũng như trang hoàng, trang trí để có thể đón mọi người đến có một bữa tiệc nho nhỏ tại tư gia của anh Bảo Bảo cũng đang gấp rút tiến hành nha mọi người. Thì theo như anh Bảo Bảo chia sẻ thì không gian của nhà anh ở trên sân thượng cũng không có lớn lắm, cũng chỉ có thể sức chứa dưới 30 người mà thôi. Và sau đó thì sẽ có một cái ngày 28 tháng 10 là tổ chức chính thức ngày thành lập FC Sắc Long. Địa điểm là ở ngoài quán nha mọi người, chứ không phải tổ chức ở nhà. Do đó kỳ này show ngày 8 tháng 11 sắp tới của Sắc Long với lại Tuyết Nhung, thì anh Bảo cũng đã vừa trình làng những bộ cánh của cặp đôi này hết sức là dễ thương. Và mọi người dễ dàng nhận thấy là trang phục của Tuyết Nhung với lại Sắc Long trên sân khấu luôn rất là hài hòa và rất là bắt mắt, cũng như không kém phần sang trọng. Phải nói là tại thiết kế của anh Bảo Bảo cũng rất là đỉnh nha mọi người. Nên khi hai bạn trẻ lên sân khấu với những cái bộ đồ như vậy thì được khán giả để lại dành tặng cho nhiều lời khen lắm. Và theo như fan hâm mộ có hỏi thì chắc chắn ngày này thì Tuyết Nhung cũng sẽ được mời tới để dự cùng với FC của anh Sắc Long. Thì nếu có những tin tức gì mới thì mình sẽ cập nhật tiếp cho bà cô chú anh chị nghe trong những video sau nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Rất mong mọi người tiếp tục đăng ký like, ủng hộ, giúp kênh Su Su TV của mình với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.